10 sinh vật kỳ lạ trong thần thoại truyền thuyết. Trong kho tàng thần thoại Hy Lạp, La Mã và truyền thuyết Na Uy có những sinh vật kỳ lạ do con người tưởng tượng ra với sức mạnh siêu nhiên, phép thuật khôn lường. Những sinh vật này mang diện mạo nửa người nửa thú, hoặc con vật này lai con vật kia được nhân cách hóa. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về 10 sinh vật kỳ lạ chỉ có trong thần thoại, được lưu truyền từ xưa đến nay, đôi khi người ta bán tin bán nghi là chúng có thật. Quái vật người ngựa, Centaur. Centaur là con quái vật đầu người mình ngựa trong thần thoại Hy Lạp. Nó rất hung hăng khi say. Trong thần thoại Hy Lạp, Centaur sống tại vùng núi Thessalia, tồn tại cùng con người, các anh hùng và các vị thần linh. Người cá Mehmet. Trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, Mehmet là nữ thần thân người đuôi cá sống dưới nước nên được gọi là người cá. Có lúc Mehmet hiện diện như nhân vật hiền lành, có lúc được mô tả là hung thần. Trong các truyền thuyết châu Âu, người cá là nàng tiên hiền lành nên được gọi là nàng tiên cá. Ngày nay, nhân vật người cá vẫn xuất hiện nhiều trên phim hoạt hình và phim truyện được trẻ em yêu mến. Nữ yêu quái mình người cánh chim, Happy. Happy là yêu quái đầu phụ nữ, mỏ và thân chim, chuyên quấy rối cuộc sống vua Phineas theo lệnh của thần Zeus. Vì vị vua này được thần Apollo ban cho phép tiên tri nhưng lại lạm dụng để tiết lộ nhiều bí mật của thần thánh. Tuy nhiên, Happy vẫn được coi là yêu quái ít độc ác nhất trong thần thoại Hy Lạp. Chó ba đầu, Cerberus. Cerberus là con chó ba đầu gác cổng âm phủ có trong các truyền thuyết về người hùng Hercules. Nó có nhiệm vụ canh gác âm phủ không cho linh hồn nào thoát ra ngoài. Quái vật mình sư tử có cánh đầu đại bàng, Griffin. Griffin là quái vật mình sư tử có cánh đầu đại bàng. Trong thần thoại Hy Lạp, Griffin được coi là vua của muôn loài vì cơ thể nó là sự kết hợp của chúa sơn lâm và vua của các loài chim. Quái vật thân ngựa đầu đại bàng, Hippogriff. Hippogriff là quái vật thân ngựa có cánh đầu đại bàng thường xuất hiện trong các truyện cổ tích. Quái vật đầu sư tử đuôi rắn, Chimera. Chimera trong thần thoại Hy Lạp là quái vật đầu và thân sư tử có cánh đại bàng đuôi rắn. Trên lưng nó có đầu rồng và trên đầu có sừng dê. Nó bị cho là một con vật kỳ quái, xấu xa và đáng sợ. Con rắn chín đầu, Hydra. Hydra là con rắn khổng lồ chín đầu được vợ của thần Zeus đưa xuống trái đất để giết hại anh hùng Hercules, con trai riêng của thần Zeus với Anmimi. Con rắn khổng lồ này có máu độc, hơi thở hôi thối, chết người và có phép thuật mọc lại đầu. Người hùng Hercules đã cùng em họ là Iolaus phối hợp chặt hết 9 cái đầu tiêu diệt nó. Thủy quái Kraken. Kraken là quái vật biển có thân hình to lớn và xù xì. Đầu nó rất to và có hàm răng sắc nhọn. Nó được thần Poseidon sai đi trừng phạt xứ Ethiopia vì hoàng hậu xứ này đã ngạo mạn cho rằng con gái bà còn xinh đẹp hơn những thiên nữ biển cả. Thủy quái Kraken chuyên làm đám tàu, nhấn chìm các thủy thủ, làm nhà vua hoảng sợ, buộc phải hiến tế công chúa cho thủy quái để chấm dứt tai họa, theo lời phán truyền của các vị thần. Các vị thần dũng mãnh Titans. Các vị thần khổng lồ Titan trong thần thoại Hy Lạp có sức mạnh siêu nhiên thống trị trong thời gian dài. Cuối cùng họ bị các vị thần trên đỉnh Olympus, dẫn đầu là thần Zeus, xoán ngôi Titan Omeki, vua Titan. Trong cuộc chiến khốc liệt, nhiều vị thần Titan đã bị cầm tù trong tận cùng địa ngục. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.